Đi với anh cà lem, anh đang móc bên kìa. Cà lem CT 65 nha các bạn. À, anh mặc áo xanh xanh đó, xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó ham đó. À, lỗ này mình cũng dọn dọn lại nè, cũng dẫn lỗ cũ. Ngay đây là ngay miệng bọng, người ta đang xả nước hơi ầm ầm, hơi ồn chút nha các bạn. Chút người ta đóng cống rồi, nước lớn người ta đóng cống lại rồi. À, mình thì câu chỗ này thôi, để mình chọn mới mồi coi. Đây mồi mình cũng vẫn là mồi cũ thôi, cắm viên 3 ly 30 đạm, 3 ly 4 ly gì đó, 30 đạm đó. Muốn nước sông, nước cây bên này chút chắc nước mấy lớn. Trời ơi, nước mất gì dữ à. Đó, trộn 66 lên đây, lấy này mình thả thính luôn. Nước chảy đó ồn quá, như là suối chảy á. Này nay mình ngồi câu ngay cũng như là câu ngay cái biển bờ suối vậy đó. Chảy đùng 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 đùng. À, để liền xuống đó một cục coi. À, thêm cục nữa coi. À, đây còn nhiêu đây, mình thêm miếng nước mình 66 lên nè, bắt đầu mình xuống cần. Một em cô Phi. Cá chìm. Chị giết chưa rớt xuống đây. Nước mới lớn. À, nằm trên đó. Lèo ơi, chín rồi lèo ơi. Cái chim mà nó máng vô cái cây kìa, ngặt không? Hay chứ. Tài tình thiệt chứ. Giỏi. Nó hay không mà nó không dính đi nó nữa hả cô Phi hả? Ừ, ó cái chiêu nè, to đùng luôn. Thôi để mình gỡ coi, gần mấy nước quá. Lem ơi, nó lôi gịch. Hồi ôi, cái rảnh. Em dính mày cá vậy đó anh em ơi. Cái rảnh to với cái chim to vậy không anh em ơi.
ghĩa nữa nè Lam ơi. Vậy đó, dài con cá dánh về ăn được rồi. Đó. Ngầm nè, ăn ngầm quá xá ăn cá rô phi nè đó, bằng tay xe luôn á. Mình ăn ngầm lũ lũ lút chổng rồi, hết biết bự rồi, thôi để mình xử lý rồi. Giật cái thôi. Giật cái thôi nè, cá dảnh. Ngon lành con cá dảnh. Lôi gần gần lâu liền ha. Nó trời ơi, vô biển ăn ngầm. Ngầm dở lên dính đi luôn. Mập ú quay luôn. Để ý xuống là lôi nè. Gù phi này bé quá, thả đi. Này thất thủ các bạn ơi, chỉ có mấy con cá hả? Nè nhiêu đây nè. Này cá hết cá, bọng cả nước quá, nước đồng. Nồng con cá. 5 con.